bạn đang nghe chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Cứu Chúa Giêsu tuyên bố Ngài là đấng hằng hữu. Ngài đã hiện hữu trên vũ trụ này từ trước vô cùng và hằng hữu mãi mãi về sau. Trong khi chúng ta là con người hữu hạn và yếu đuối, Ngài là Đức Chúa Trời vô hạn và toàn năng, và Ngài đã hứa sẽ ở cùng tất cả những ai tin cậy nơi Ngài. Hôm nay, ngày 20 tháng 12 năm 2022, chương trình Tỉnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả John Jessup qua chủ đề Danh Đấng Christ, Đấng Hằng Hữu. Thật, ta bảo thật các ngươi, trước khi Abraham hiện hữu, ta hằng hữu. Giăng chương 8 câu 58. Khoảng 1500 trước khi Chúa Giêsu nói những lời này, thì Môi-se, khi được kêu gọi làm nhiệm vụ giải cứu dân Israel khỏi ách nô lệ, đã hỏi Chúa rằng: "Tên Ngài là gì?" Đức Chúa Trời phán: "Ta là đấng tự hữu, hằng hữu." Xuất Ai Cập ký chương 3 câu 14. Sau khi làm các dấu kỳ phép lạ và tha thứ tội lỗi, Chúa Giêsu cũng bị đám đông bối rối đặt câu hỏi tương tự: "Ngài là ai?" Câu trả lời của Chúa không chỉ nhắc đến tổ phụ của người Do Thái là Abraham và Môi-se, mà Ngài còn đặt mình ở vị trí của Đức Chúa Trời bằng cách sử dụng cùng một phép diễn đạt: "Ta hằng hữu." Trong nguyên ngữ Kinh Thánh, từ này có nghĩa là: "Ta là ta là đấng ta là." Về cơ bản, điều mà Chúa Giêsu đang nói ở đây là: nếu chúng ta cần được chăm sóc, thì Ngài phán: "Ta là người chăn nhân lành." Nếu chúng ta đói, thì Ngài phán: "Ta là bánh của sự sống." Nếu chúng ta lạc lối, thì Ngài phán: "Ta là đường đi, chân lý và sự sống." Mùa Giáng sinh thường gắn liền với cảm xúc vui vẻ và phép màu kỳ diệu. Nhưng điều gì sẽ xảy ra sau khi tất cả những món quà Giáng sinh đã được mở ra, được cất gọn gàng và dần trở nên cũ kỹ, khi ngôi nhà vắng người qua lại, khi ánh đèn nhấp nháy mờ đi và cây thông rốt cuộc cũng bị hạ xuống? Có lẽ những điều đó thực sự không bao giờ thỏa mãn chúng ta hoàn toàn. Nếu bạn cũng có cảm giác ấy, hoặc nếu nỗi đau mất người thân đã dập tắt tinh thần Giáng sinh năm nay của bạn, thì hãy nhận biết điều này. Chúa Giêsu phán: "Ta là ánh sáng của thế gian. Người nào theo ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng của sự sống." Giăng chương 8 câu 12. Lời tuyên bố ấy vẫn luôn đúng cho đến ngày nay. Chúa Giêsu đấng hằng hữu, ánh sáng của thế gian, Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, đã hứa sẽ cho những người mệt mỏi được yên nghỉ và cất đi gánh nặng của chúng ta. Đó là lời cầu nguyện tôi dành cho bạn trong mùa lễ này. Nguyện rằng bạn sẽ nhìn thấy, sẽ nhận biết và bước đi trong ánh sáng, quyền năng của đấng hằng hữu vĩ đại. Và đổi lại, khi bạn kinh nghiệm được tình yêu, niềm vui và sự hiện diện của Ngài, hãy cất tiếng ngợi khen Chúa rằng: "Tôi thuộc về người yêu dấu và người yêu dấu thuộc về tôi." Nhã ca chương 6 câu 3. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu là đấng tự hữu hằng hữu, danh Ngài thật cao trọng và cả sáng dường bao. Thật tạ ơn Chúa vì trong Ngài con có mọi điều mình cần. Xin giúp con thỏa vui trong chân lý tuyệt vời này trọn cả cuộc đời con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, liệu có điều gì đang ngăn trở niềm vui của bạn trong mùa Giáng sinh này? Dù có ra sao, hãy ghi nhớ rằng đấng tự hữu hằng hữu đã hứa sẽ ban sự yên nghỉ cho tất cả những ai mệt mỏi và ban ách nhẹ nhàng cho tất cả những ai nặng gánh. Hãy lớn tiếng ca ngợi danh đấng Christ chúng ta và cảm nghiệm sự bình an trọn vẹn trong Ngài ngày hôm nay. Người ngàn phương vọng hòa bình trong tháng ngày đời mình mong nghỉ yên, mà thù oán vẫn tới gieo sâu đau muôn nơi, linh hồn không an vui đầy lo dối. Trời cao xa xôi mang lấy hình loài người thiếu.
giả thân mến, chương trình Tỉnh Nguyện Hằng Ngày rất cảm ơn quý vị, những người luôn quan tâm cũng như đã dự phần dâng hiến cho chương trình. Tạ ơn Chúa vì những sự chu cấp này giúp chúng tôi có thể thực hiện chương trình trong thời gian qua và khích lệ nhiều người. Và chúng tôi tin rằng Chúa cũng ban phước dư dật cho quý vị khi cứ tiếp tục trung tín trong sự dâng hiến. Ước ao mỗi chúng ta sẽ tiếp tục kinh nghiệm Chúa càng hơn trong đời sống cá nhân cũng như lĩnh vực tài chính. Nếu quý vị muốn đồng hành cùng với chương trình qua việc dâng hiến, hãy liên lạc với chúng tôi qua email chia sẻ@oneway.vn hoặc số điện thoại 0896164199. Mến chúc quý vị một ngày mới phước hạnh và đừng quên đón nghe chương trình Tỉnh Nguyện Hằng Ngày vào ngày mai, quý vị nhé!